Viễn cảnh 2K18, 2K13, 2K9 ngày nhận lớp mới kêu. Trời, sao cái trường mới này nhìn nó còn gớm hơn cái trường cũ của mình á. Cái lớp mình nằm đâu trời? Đây nè, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, phòng số 13 hả? Ủa phòng 13 là ở đâu ta? Trời ơi, sao nó không làm cái bảng hướng dẫn số phòng, dãy phòng trời? Nhìn nó dữ lắm ba. Chứ gì nữa. Anh ơi. Gì đó em gái? Dạ cho em hỏi phòng số 13 nằm đâu anh? À, em hình như là trong lứa mấy đứa 2K13 với 2K9 là mới vô trường này đúng không? Dạ. Nhìn cũng được á. Nói chứ phòng số 13 nó nằm trên lầu 3 cái dãy bên kia kìa em. Nó nằm trên lầu 3 lận hả anh? Có gì mà bất ngờ dữ vậy em. Ai mới chuyển vô cái trường này á cũng học trên cái dãy lầu 3 đó trơn á. Hồi xưa tụi anh cũng vậy mà, cho nên là ráng lên nha bé yêu. Dạ em cảm ơn hai anh. Dạ em chào. Có thắc mắc gì nữa nhớ kiếm hai anh nha. Ê, mấy con nhỏ mới chuyển vô trường mình nhìn bén ha. Trời ơi, cái trường thì nhìn nó tài quầy mà quay mấy quỷ khóa trên nhìn thấy ghê quá à. Thấy có điềm rồi đó nha. Ủa lầu 3 chưa ta? Trời ơi mới lầu 2 hả? Trời má ơi, sao mà xui hả? Mới chuyển vô mà bắt học tới lầu 3 luôn. Mỗi ngày đi học mà giữa trưa trời nắng, leo lên tới trên này chắc đẻ con luôn á. Ê, phòng số 13 đây nè. Má ơi, đông quá vậy. Sao nhìn lạ quá không vậy trời? Không có đứa nào mà nhìn quen quen ở bên trường mình hết trơn vậy ta. Ngại quá à, không dám vô luôn á. Kệ vô đại đi. Úp lóc kẹt. Ê, coi nè, lớp tao có một đứa mới vô, nhìn đúng lúa luôn. À bạn ơi. Hả? Cái chỗ này có bạn kia ngồi rồi. Qua anh kia đi. Ông trời chiêu mình đó trời. Sao sắp cho cái thằng tó đó vô học chung với mình nữa vậy? Trời. Ủa thiệt hả? Rồi xong. Năm nay coi như xong rồi. Cái mùi gì vậy trời? Trời má ơi, thằng Nguyễn này bị ho nách. Tự nhiên mới vô còn cái trang Nguyễn bị ho nách đi trời. Trời mất ối. Trời ơi mấy bạn ơi, cái toilet đó, cái dãy lầu 3 này á, nó nằm tua bên kia kìa. Đi bộ mỗi giờ lấy mùi nội luôn mới tới được. Mùi ỉa trong quần luôn á. Trời ơi bực bội gì đâu luôn á. Cái bàn ơi nó cũng dơ nè mấy bạn. Cái bàn nó cũng nóng nè. Trời ơi bực bội quá. Trời ơi, cái phòng vậy đâu mà nó như cái lò lửa hết trời. Ê, coi vô. Ủa, ê, hình như bà cô này bả là Diễm xưa á. Trời ơi, tao nghe đồn á là bả khó nhất trường này luôn á.
Đúng rồi đó, tao biết cái bà này nè. Hồi xưa bà cũng chủ nhiệm lớp của chị tao nè. Trời ơi, chị tao bị bà mời phụ huynh hoài luôn á. Hả? Trời ơi, nghe sao mới mùi học luôn á. Nên năm nay giờ tụi mình xong rồi. Trời, sao sống hảo vậy trời? Chết rồi, bệnh chết. Trời ơi là trời, tôi sợ bà luôn rồi đó à. Trời, bệnh chết luôn. Chết luôn rồi trời. Chết luôn, chặt cứng rồi, rồi ông ngủ sao được. Còn ngủ rồi sao mà được. Rồi ba, cái này là cái gì? Rồi cái này là cái gì trời? Trời ơi là trời. Thôi thôi thôi, dữ lắm rồi. Cho lực lượng xuống liền. Trời đất ơi, con nhỏ này nó bị sao vậy trời? Đầu năm bị xếp ngồi kế pho tượng di động kiểu. Rồi ngồi yên đó nha. Rồi tiếp theo cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các bạn cái dãy bên này ha. À, bạn nữ này. À, em đó cô. Ừ, em đó, em hơi cao, em ngồi đó không được đâu em. Em đi qua đầu bàn bên này em ngồi đi. Dạ. Hên quá, thoát khỏi cái bầy rắn độc bên này à. Ừ, ổn rồi đó. Rồi, cô xếp các bạn bên này tiếp ha. Bạn tên gì? Mình tên Như. Hả? Tên Như hả? Hả? À, mình tên là Ngọc á. Trời má ơi, không lẽ con nhỏ này là pho tượng di động hả trời? Ôi, mới thoát khỏi cái bầy rắn độc bên kia, tưởng đâu qua đây mà êm đẹp nguyên năm rồi. Ai nhìn ngồi cái căn pho tượng bự cho bá khổng lồ luôn. Mà ngồi trong góc nữa chứ. Rồi nguyên một năm mới biết nói chuyện với hai trời. Cái miệng của mình mà nguyên năm trời không được hoạt động, sao mình chịu nổi trời. Rồi lật qua trang tiếp theo nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và thời gian diễn ra nha. À, Như Như coi này má, mắc cười á. Hờ, mắc cười thiệt. Chưa, sao nó dám làm gì? Nè, còn cái phần cuối cùng nè, cái bài tập này nè. Bây giờ á, hai bạn ngồi kế bên nó sẽ làm một nhóm, làm cái bài tập này cho cô nha, lẹ đi. À, dạ. Như, sẽ lại đây làm việc nhóm nè. Ừ. Rồi, bây giờ bắt đầu mình liệt kê ra ha. Rồi, tác dụng của việc trồng cây nè. Thứ nhất là tạo ra oxy nè. Rồi, thứ hai là cái gì? Phủ xanh đồi trọc nè. Rồi, thứ ba là tạo cảnh quan thẩm mỹ đúng không? Rồi, rồi. Thứ tư là gì ta? Thứ tư là gì? Bà nhớ nghĩ thứ hai. Không biết. À, thứ tư là có thể cung cấp gỗ nè. Rồi, thứ năm chống xói mòn đúng không? À, đúng rồi đó. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nãy giờ là tôi nêu 5 ý rồi đó. Bà có thêm ý kiến gì không? Tôi thấy vậy là đủ rồi đó. Tôi cũng không có ý kiến gì thêm đâu. Ý kiến của bà sao là tôi theo vậy luôn á. Không ý kiến gì luôn hả? Vậy thôi, nắm ý này thôi ha, là đủ ha. Rồi. Trời má ơi, vậy mà bà cô mới kêu mình làm việc nhóm chi trời. Thà mình làm mình sướng thôi, chỗ lẹ không. Không được rồi, mình mắc nói chuyện quá. Mà cái con quỷ này nó không nói gì hết trơn trời. Mình nói gì nó cũng đáp lại hết trơn. Không được, được. Tình hình này không được rồi. Mình phải cố gắng, mình hòa tan cái con nhỏ này mới được. Như. Nè. Đó, thấy chưa, tao nói. Trời ơi, sao quỷ nó gan quá vậy? Tao nói là mày không tin, thằng quỷ đó nó khùng lắm má. Trời ơi, na bụng má ơi. Ôi không coi nó đâu. Cuối cùng thì... Khi tôi và đứa chơi thân năm nay vẫn học chung kiểu. Rồi chưa?
Rồi. Rồi. Rồi, tới trường rồi nè, xuống đi, đưa cái nón này cho mẹ. Ô là trời, kiếp nạn đầu năm, mẹ chở đi nhập học. Nói nhiều quá, dạy cho nó lẹ. Rồi, đi vô nhận lớp mới đi. Rồi, chừng nào con nhận lớp xong á, con gọi mẹ tới đón con nha. Biết rồi. Tới rồi, tới rồi. Phòng số 6. Ừ, đúng rồi đó. Gùng quá. Mạnh mẽ lên. Hy vọng sẽ có người quen. Hy vọng ai đó quen nha. Ủa? Quên. Trời ơi. Trời ơi. Đi đâu vô nghe trang cái lớp này với mẹ. Từ từ bình tĩnh đây. Tao thở cái. Hết oxy rồi. Nè oxy thở đi. Hết oxy gì vô. Như à, mừng quá má ơi. Tao cứ tưởng là tao vô cái lớp này không quen ai chứ. Cuối cùng thì mày cũng vô chung với tao nè. Quỳnh ơi. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt. Tao không thể nào tin được. Khùng điên gì đó. Ta nhìn tụi nó nhìn mày kìa. Con mẹ này, ông có miếng nết nữa. Mày tính đầu năm tạo ấn tượng hả mày? Có nghe nè. À, cái lớp này á có nhiều rắn độc lắm đó. Đừng có tạo sự chú ý. Đi cho tao. Đi vô chỗ ngồi đi. Đi. Rồi, ngồi xuống đi mẹ. Ôi, tao nhớ mày lắm luôn á. Trời, tình yêu bé nhỏ của tôi, chúng ta mãi mãi bên nhau trọn đời nha. Đúng rồi, sẽ không có bất cứ thứ gì trên cuộc đời này có thể chia cắt được đôi ta. Ờ, cô vô kìa. Rồi, ngồi xuống. Rồi, cô xin tự giới thiệu với cả lớp. Cô là Huỳnh Thị Ái Hoa, năm nay cô 26 tuổi. Cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình năm nay nha. Dạ. Rồi, đầu tiên cô xếp chỗ ngồi trước ha, cho nó ổn định nguyên lớp mình rồi tiếp tục ha. Bây giờ tụi mình giả bộ không quen biết nhau, không ưa nhau. Mỗi đứa nhìn một hướng nha. Để bà cô, bà đừng có biết là tụi mình quen thân với nhau phải không? Trời ơi, thấy bà cô hay vậy lắm luôn đó. Ông thầy bà cô nào mà thấy hai đứa nào mà thân mà biến liến nhau là hay tắt nhau gám đó. Im lặng nha má, giả bộ không quen. Ờ, đúng rồi đó, giả bộ không quen. Rồi, à, đầu tiên cái em nam đội nón màu trắng. Ừ, em cao lắm, em ngồi các bạn đó không được đâu em. Em đi xuống góc dưới kia đi. Dạ. Rồi, cái bạn nữ bên này. Ừ, em nói kiến á. À, em qua bên góc này ngồi. Nghe. À, dạ. Tiếp theo nữa, cái bạn nữ tóc đen bên này. Em đó cô. Rồi, xong luôn. Không, không phải em, cái bạn ngồi kế bên. Ừ, em nữ đó đó. Rồi, em nữ đó qua đây ha. Dạ. Trời ơi, Như ơi, ta muốn xỉu luôn á Như. Ơn quá. Ê, quên, giả bộ không quen má. Ờ, quên, giả bộ không quen. Rồi tiếp luôn, rồi các bạn nam đây bắt kiến này nè. Em thấp quá, em lên bàn trên này ngồi đi. Dạ. Hai bạn nam dãy cuối, hai em đổi qua chỗ qua cho nhau. Rồi, vậy là xong ha. Lớp mình chỗ ngồi như vậy là tạm ổn ha. Gì em? Đã quá gì. Vậy là tụi mình dán được bên cạnh nhau nữa rồi Như ơi. Hai cái bạn nữ kìa. Bạn tóc vàng đi qua bên này ngồi. Bạn tóc đen đi xuống dưới kia ngồi. Lẹ lên. Khi lớp nữ nhiều hơn nam kiểu. Rồi, ngồi xuống đi mẹ. Trời ơi, cuối cùng cũng tới cái phòng số 14, cái lớp mới năm nay của tụi mình. Ê Như, mẹ có gì lạ không? Hả?
Ở trong cái lớp mới này toàn là con gái không mà mày, không hay một thằng con trai nào luôn á. Mày nói tao mới để ý á, nãy giờ bước vô là tao thấy con gái không mà, bánh bèo không luôn á. Hy vọng là mấy đứa còn lại lát nữa vô sẽ là trai nha, trai đẹp càng tốt. Ý, con gái nữa. Ý, trời ơi, thiệt tình chứ. Ê, theo tao tìm hiểu nha, tỷ lệ con gái trong lớp càng nhiều là số lượng rắn độc nó càng lớn lên đấy má. Trời ơi, ông trời ơi, con cầu xin hãy cho trai gớt xuống cái lớp này nhiều nhiều lên đi. Trời ơi, con gái nữa kìa má. Lại bánh bèo sao kìa, cái lớp tao là nữ không vậy? Ui, thấy bộ đội ơi, có khi nào nguyên lớp mình năm nay là 100% toàn là con gái không ông trời ơi. Cô vô kìa. Rồi, ngồi xuống đi tụi em. Rồi, chào tụi em nha. Cô tên là Trần Thị Thu Hiền. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình ha. À dạ. Rồi. Ủa, khoan, sao cái lớp này nhìn lạ vậy? Sao toàn là nữ không vậy? Không có bậc bạn nam nào luôn hả? Dạ, tụi em cũng đang thắc mắc nãy giờ sao lớp không thấy ai là con trai dân tài con gái không mà. Sao kỳ vậy cô, sao nữ không à? Ủa, sao kỳ vậy ta? Cái lúc đầu mà cô nhận cái danh sách lớp của cái lớp này á, là cô thấy có vài tên là tên của bạn nam mà. Ủa sao kỳ vậy? Từ từ để cô xíu, cô lục cái tên bạn nam cho tụi em coi nè, cô đọc lên ha. Nè, Trần Hoài Nam. Em nè cô ơi. Ủa, em hả? Ủa sao con gái mà tên giống con trai vậy? Rồi, cô xin lỗi nha, rồi, ok. Dạ. Trời ơi, là mừng hột à. Ê, còn nữa nè, Nguyễn Anh Minh. Em á cô. Ủa, em hả? Trời ơi, sao kỳ vậy? Dạ. Trời ơi, ủa thiệt luôn hả? Trời ơi, sao con gái mà tên giống con trai vậy? Tên là đàn ông, mà thân hình là phụ nữ. Trời ơi, sao tên tưởng là con trai không chứ? Có mấy cái tên nữa nè, chắc cũng là con gái không luôn á. Trời ơi, cô nói nghe. Lớp á, mà toàn con gái không có hàng con trai nữa. Là mấy cái việc nặng nhọc hay là mấy cái việc khuân vác hay là có cái làm cái gì đó lao động hay là phong trào gì đó là mệt đó nha, căng á. Dạ em chào cô. Dương ơi, trai kìa. Ngon. Ý, hình như là nam đầu tiên kìa. Ủa, em tên gì? Em tên là Nguyễn Nhật Trường á cô. Nguyễn Nhật Trường hả em? Đúng rồi, Nguyễn Nhật Trường nè. Em học lớp này hả? Hên quá tụi em ơi, vậy là lớp mình có bạn nam đầu tiên rồi. Vô đi ngồi nè bạn. Mẹ ơi, qua đây ngồi nè. Trời ơi, nãy giờ tưởng đi lộn lớp mà làm hồi hộp thấy buồn nồi luôn vậy đó. Chê nha má, chê. Rồi, hiểu luôn ha. Rồi, bánh bèo luôn. Thôi qua anh kia ngồi đi má, chỗ này có người ngồi rồi. Ghế đây không thèm. Rồi, xong luôn. Vậy là lớp chúng ta có thêm một bạn nữ nữa chứ không phải bạn nam mà tụi em. Mệt. Ơi sao quan nghiệt vậy, trai đâu hết rồi, trai đâu, ơi trai kìa. Dạ em chào cô. Em học lớp này hả? Em tên gì? Như, cái thằng có đẹp trai hả mày? Dạ em tên là Nguyễn Thụy An đó cô. Cái gì? Nguyễn Thụy An hả? Sao tên giống con gái quá vậy? Ấy đúng nè, Nguyễn Thụy An, trời ơi, hèn chi cô tưởng cái tên này là tên con gái. Đúng rồi đó em, rồi vô đi. Dạ. Trời ơi, men, trai hẳn như ơi. Trai. Kỳ này con trai thì con trai thẳng, 100% tụi em ơi. Rồi. Như ơi, ảnh ngồi kế tao luôn má. Đã, đừng làm, nớt đà lại má. Cuối cùng cũng có sai rồi, mà sai đẹp mới ghê, mộng nước. Rồi. Số lượng tất cả tụi em ngồi đây là khớp với cái danh sách lớp mà cô nhận được rồi đó. 35 em, 35 bạn ha. Rồi, bây giờ nè, đầu tiên là cô sẽ sắp chỗ ngồi ha, cô chia tổ luôn nè. Ba bạn bên đây là tổ 1, ba bạn bên đây tổ 2, ba bạn bên kia tổ 3, rồi ba bạn bên đây tổ 4 nha. Rồi, tụi em mấy cái bàn cái ghế nó hơi lệch đó, tụi em sắp xếp qua kéo lại giùm cô cho nó ngay ngắn đi. Trời ơi, sao em kinh nổi cô ơi. Trời ơi, con gái mà sao bắt khiêng bàn vậy cô? Nói đó cô ơi, sao tụi em kinh nổi cái bàn này trời. Thôi chịu khó đi tụi em ơi, mạnh mẽ lên. Coi như là rèn luyện thể lực đi. Rồi sau này mấy cái phong trào tới tụi em cũng phải tự động tham gia. Tại lớp mình hiếm nam quá, chịu chứ sao giờ. Rồi thôi, làm lẹ tụi em. Dạ. Trời ơi, đầu năm bị bắt làm đàn ông mời chén ghê. Dạ. Bạn bạn kéo cái đầu bàn bên này nha. Rồi, tao với mày kéo đầu bàn bên này. Bạn nam đẹp trai ơi. Hả?
máy in dùm tổ bên mình cái mấy cái bàn này được không? Ê ê, cái gì vậy? Ờ, đâu ra vậy? Đây là tài sản quý báu của tổ tôi, chỉ làm việc cho tổ tôi thôi, không có được sai vặt, không có được nhờ vả, mất công làm mà tổn thương ảnh hưởng tới sức khỏe của tài sản tổ tôi, hiểu không? Không có được. Ừ, đúng rồi, đây là cành vàng lá ngọc của tổ này đó, nên không có được đụng vô, không có được nhờ vả, nghe chưa? Ôi, ông đừng thôi, đụng tới chai cái lạ lồng lộn lên nè, không cần. Rồi, mình bắt đầu ginh lên nha, tôi đếm nè. 2, 3 Ôi là trời. Rồi xong, tất cả chỉ là vỏ bọc, hóa ra người ấy cũng là làng gớm Bắc Kèn. Mấy đứa tuổi cấp 3 mà tướng cấp 1 kiểu. Con. À, dạ cô. Con mua đồ sắp vô học hả? Dạ đúng rồi cô. Con mua cặp sách viết bút này kia để chuẩn bị cho năm học mới á. Ờ, con lựa được cái cặp nào ưng ý chưa? Dạ có rồi cô. Con đang phân vân giữa hai cái mẫu này nè. Không biết cái nào đựng được nhiều sách vở hơn. Mấy cái mẫu con lựa nhìn nó già lắm. Mấy cái mẫu bên kia treo bên đó kìa mới đẹp á. Cái nào cô? Đó, mấy cái mẫu mà cô treo trên kệ đó, như là cặp Doraemon nè, cặp công chúa, cặp Pikachu nè, đó. À, con có thích mấy cái đó cô ơi. Trời, mấy cái mẫu đằng đó là cô bán chạy lắm luôn á, dành cho mấy cái đứa mà cỡ tuổi con á. Mà con ơi, cái khu này á là đồ dụng cụ học tập dành cho học sinh cấp 3, còn cấp 1, cấp 2 là bên khu bên này nè con. Con lựa bên đây đi, bên đây nó đâu có hợp với con đâu. Lộn rồi cô ơi. Dạ. Con năm nay là 2K9 là lớp 10 rồi cô. Ủa, cô xin lỗi con nha. Tại nhìn ngoài xa mà con bịt khẩu trang á, nhìn cái tướng con nhỏ quá nên cô tưởng là mới cấp 1, cấp 2 à. À dạ không sao đâu cô, cũng nhiều người tưởng con là mới học cấp 1, cấp 2 à, cho nên là con cũng quen rồi. Rồi rồi, con cứ lựa tiếp đi ha, con xin lỗi nha. Rồi. À dạ. Cái nào cũng đẹp. Ủa kẹp giấy đâu ta? À, bạn ơi. À, bạn nữ ơi. Bạn ơi. Ờ? Em kêu ai? Em kêu chị hả? Ủa, sao bằng tuổi nhau mà kêu bằng chị? Ý, không có em ơi. Chị lớp 10 rồi, chứ không phải là mới cấp 1, cấp 2 như em đâu. À, tại chị bịt khẩu trang với cái tướng của chị cao bằng em á, em tưởng bằng em xin lỗi. Ừ, tại cái tướng của chị hồi đó giờ nó có khúc gì à em. À chị biết mấy cái kẹp giấy người ta bán người ta để đâu không? Kẹp giấy hả? À, ở ngoài đó, lúc nãy chị mới đi ngoài chị thấy ngoài á. À bên đó hả? À dạ em cảm ơn chị, em đi nha. Dạ. À. Dạ phim đã chuẩn bị chiếu ra, mời quý khách cầm vé trên tay và đưa cho em. À dạ. Ủa em ơi, cái này phim là dành cho người 16 tuổi trở lên, em chưa có đủ tuổi đâu em. Em 16 tuổi rồi anh. Thôi không có nói xạo, em mà 16 tuổi cái gì, em chắc 11-12 tuổi vậy à, chưa đủ tuổi đâu. Cầm vé này ra ngoài trả vé lấy tiền lại đi em. À, trời ơi. Nè anh, căn cứ của em nè. Hả? Ủa, em 16 tuổi thiệt hả? Đó anh, em 16 tuổi rồi thiệt mà. Trời ơi, không có giấy chứng minh nhân dân á là anh không thể nào tin được em 16 tuổi luôn á. Sao 16 tuổi mà chút xíu ạ? Thì tại em cũng đâu có biết đâu, ba má em sinh ra từ lúc lớn tới giờ em có nhiêu đây ạ. Rồi rồi anh xin lỗi em nha. Rồi căn cứ của em nè. Rồi em đi vào trong nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ê em. Hả? Dạ cô. Em đi đâu vậy? Dạ em đi vô lớp của em. Vô lớp hả? Đi lộn hướng rồi. Cấp 2 bên này nè, cái bên này là của cấp 3 em. Em đi đâu qua bên đó làm gì? Không có cô, em học lớp 10 rồi. Em đang mặc áo dài nè. Ủa? Cô xin lỗi nha, cô không có biết. Mà sao lên lớp 10 rồi mà cái tướng có chút ác vậy? Em cũng khổ lắm cô ơi, em cũng không biết sao nữa. Ba má sinh em ra là em có nhiêu đây à. Ai cũng tưởng em có cấp 1, cấp 2 à. Rồi rồi rồi, lúc nãy đi đằng kia kìa, cái cô thấy em đi qua hướng cấp 3 mà chùm nón này kia lại mà cái tướng thì có chút chí gì nè, nên cô tưởng là mấy đứa cấp 2 bên đây nó đi lộn. Rồi xin lỗi nha, đợi em đi vô lớp đi. Dạ không có gì đâu cô. Ôi là trời. Em. Ừ, cái gì vậy? Nhìn em nhỏ nhắn dễ thương quá à, cho anh xin số điện thoại được không? Em bà nội cha mà chứ em, tao cấp 3 nha mày. Em xin lỗi chị. Thiệt chứ, u là trời à, mới cấp 2 à, mà ôm dịch gì đâu à, cái quần que à.